Xin chào các bác và em là Quyết Cảm ơn các bác đã đến xem và ủng hộ cho kênh của Quyết Nguyên Ago Xin giới thiệu với các bác lần đầu tiên đến với kênh của em Thì em tên là Quyết, em hiện tại đang sống và làm việc tại Nhật Bản Hiện tại em đang ở thành phố Nagoya, thuộc tỉnh Aichi của Nhật Và kênh của em thì chuyên chia sẻ về đồng hồ Những cái chiếc đồng hồ mang thương hiệu Nhật Bản chính hãng Và mua và gửi về giúp các bác và hôm nay em sẽ lên tay của các bác hai chiếc đồng hồ một chiếc của nhà Orient và một chiếc của nhà Citizen Orient thì hôm nay em sẽ lên tay của các bác một chiếc Orient uh, SK nhưng mà chiếc này thì sẽ là Orient SK mặt màu vàng cát nhé các bác nhé thì vỏ hộp của nó thì cũng như mấy cái của ấy thôi những cái chiếc của SK mặt lửa thôi thì đây như con này là một chiếc mặt màu vàng cát thì mặt màu vàng cát với SK mặt lửa thì nó có thiết kế nó cũng tương đồng như nhau về kích thước cũng như là cô máy của nó thì cũng như cái SK mặt lửa thôi các bác ạ thì em sẽ lên tay của các bác để các bác tham khảo cái chiếc này ODSK một bộ trong bộ 3 của những người chiếc SK mà các bác rất là thích thì nó có chiếc SK mặt lửa này SK mặt màu vàng cát này và SK thủy quân lục chiến đấy có ba màu là ba màu chính ở của trong ODNFK và các bác rất là thích à, con này thì nó sẽ là dòng xuất nhật cho các bác nhé dòng xuất nhật thì nó sẽ có chiếc cái thẻ tác bằng nhựa này thì con Hà Nội địa nhật thì nó sẽ có cái thẻ tác bằng giấy đây là cái mã của nó đây bằng xuất nhật thì là như thế nào thì nó sản xuất ở nước thứ ba nhưng mà nó là sản xuất ở nhà máy của Orient nha các bác nhé nhà máy của Orient lắp ráp ở nhà máy của ODN còn toàn bộ linh kiện rồi các thứ này máy móc của nó thì nó được sản xuất ở tại Nhật nhưng mà nó sẽ được lắp ráp ở tại nhà máy của Oren tại nước thứ ba và nó xuất lại thị trường Nhật lưu hành nội địa nhé các bạn nhé đó thì là hàng xuất Nhật thì tổng quan trên này thì nó cũng không có khác gì ODN, SK mặt lửa các bạn đấy nó chỉ khác cái là cái mặt của nó là mặt màu vàng cát và cũng được chảy tia ở đây thôi các bạn chảy tia nhé các bạn nhé và nó cũng là màu chuyển sắc nó sẽ đen dần tậm dần và nhạt dần vào trong giữa đây trong giữa của chiếc đồng hồ trên phía góc 12 giờ nó vẫn là logo hình hai con sư tử để thế rồi là chữ uh, uh, Orient và kim cọc của nó thì cũng đều được mạ màu vàng uh, zero gold màu mạ PVD nhé các bạn nhé đó lịch của nó thì là ô lịch kép nhưng mà lịch của nó là lịch ngày và lịch uh, lịch, uh, lịch uh, thứ đấy thế nhưng mà À đối với dòng này thì lịch của nó sẽ không có cái nó sẽ không có cái cái cái, cái tính nhật các bạn lịch này của nó thì sẽ chỉ có tiếng anh thôi các bác đợi em một tí em chỉnh vào lịch cho các bác cái này núm núm rút rút nó nhạy quá rút nhẹ cả nó đã đây hai mươi bảy mươi sáu lịch ngày của nó đây thì nó chỉ có lịch tiếng Anh thôi các bác nhé nó chỉ có lịch tiếng Anh thôi và không có lịch tiếng Nhật thì đối với SK mà cái bản nội địa SK mặt lửa bản nội địa thì nó sẽ có cái lịch này nó sẽ có hai từ tiếng một là tiếng Anh hai là tiếng Nhật các bác nhé thế còn cái tiếng cái bản xuất Nhật này thì nó chỉ có tiếng Anh thôi đó thì có 6 giờ của nó thì xe có vẫn có chữ SK dưới là uh, 22 chân kính ở đây 22 GB các bạn này và phía góc hẳn ở phía dưới phía góc 6 giờ của nó thì sẽ có chữ movement japan đó chính là cái mà để các bác nhận biết rõ nhất là hàng quốc tế hay là hàng nội địa thì đối với hàng xuất nhật này này thì nó sẽ có chữ movement japan đây chữ m chữ o chữ v nhé các bác đấy chữ t nữa chỉ có chữ japan nữa thì nó là hàng xuất nhật cho các bác nhé nó được xuất về thị trường nhật và bán lưu hành nội địa nhé các bác nhé đó thì để các bác phân biệt được cái hàng nó lắp ráp và sản xuất 100% ở nội địa Nhật thì nó là như thế. Ở bên cạnh này thì nó vẫn có hai cái núm chỉnh này đây. Thì vẫn là một cái núm núm ở giữa này để chỉnh cho các bác chỉnh giờ và chỉnh lịch luôn. Và cái bên phía này thì sẽ là cái để cái núm này sẽ cho các bác quay cái vòng benzen bên trong này. Để các bác tính cái giờ thể thao đấy thì có nhiều bác chưa biết cái cái chức năng của cái này thì em sẽ sẽ giới thiệu qua cho các bác chưa biết nhé thì cái này thì nó chỉ đơn giản là như thế này thôi ở trên này nó chia ra các vạch đúng không ạ thì từ từ cái đầu tiên này đến cái số này là tính cho là 15 phút này các bạn này từ đây đến đây là 30 phút đúng không ạ từ đây đến đây là 45 phút và trở lên đây là 60 phút thì mỗi cái một cái vạch này nó sẽ chia là 5 phút đúng không các bác Đấy thì khi các bác uh, tính cái giờ căn giờ để các bác uh, dùng uh, thì các bác quay về cứ quay cái này về cái đầu kim phút uh, của nó cho các bác nhé. Đây là đầu kim phút của nó. Ví dụ như đây. Đấy, thì khi các bác hoạt động uh, thì cái kim phút này khi các bác dừng lại đúng không? Cái kim phút này nó chỉ đến đâu thì các bác biết là cái thời gian hoạt động của mình là bao nhiêu. Ví dụ như là cái kim phút này nó chỉ đến uh, thời gian là 5 phút này hay là 10 phút. Đây, ví dụ như là nó chỉ về thời gian là 5 phút thì các bác tính được là à, từ lúc mình hoạt động đến bây giờ là mình hoạt động 5 phút hay là 6 phút, 7 phút gì đấy. đấy. Thì các bác chỉ cần căn như thế thôi. Đấy nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bác. Nên nó cũng không có gì phức tạp cả. Của nó thì toàn bộ thân vỏ của nó thì cũng y hệt các cam mặt lửa thôi. Toàn bộ thân vỏ của nó là thép không gì. Và ở phần phía dây này nó vẫn là cái dây thép cuộn các bác nhé. Thép cuộn chứ không phải là thép đúc đặc nguyên khối nó tái bản của SK năm 1970 1980 thì nó vẫn tái bản lại thì với bộ dây của nó vẫn là dây thép quận nó làm cho chiếc đồng hồ của các bác đeo nó sẽ ôm tay hơn và nó sẽ giảm đi cái trọng lượng của chiếc đồng hồ thì còn nếu mà dây thép đúc thì là hàng nhái đấy các bác nhé đây dây thép quận của nó thì các bác có thể thấy là hàng thật thì tất cả những mắt dây của nó nó quận nhìn rất là đều nhau đấy tuy rằng nó là dây thép quận nhưng mà cái độ hoàn thiện của nó cũng khá là khó đấy chứ không phải là dễ đâu các bác nhé và từng cái độ xước của nó thì các bác có thể thấy trên này này cái độ xước của nó cũng xước rất là đẹp đối với hàng chính hãng thì các bác có thể thấy nó không khác gì cái FK mặt lửa cả nó chỉ khác mỗi cái màu mặt này thôi máy của nó vẫn là F692 các bác nhé F692 cái thời điểm ngày xưa thì nó là máy 469 nhưng bây giờ nâng lên F69 nâng cấp lên F692 ừ. thì nó sẽ không còn cái núm chỉnh ở đây nữa ngày xưa nó là ba núm thì cái núm chỉnh trên này chính là cái núm chỉnh để cho các bác chỉnh lịch ấy. Đó, thế nhưng bây giờ nó tích hợp vào tất cả núm giữa này rồi và bây giờ cái máy bộ máy này thì nó sẽ có hỗ trợ các bác lên có tay hỗ trợ các bác lên có tay và dừng kim dây khi các bác rút núm chỉnh giờ các bác nhé đó thì là với cái cô máy E692 này độ chống nước của nó thì vẫn chỉ có 50m bằng với cái độ chống nước của những chiếc đồng hồ ngày xưa dưới thông tin thông tin gì đấy máy thì có những cái thông tin cho các bác có thể thấy đây đầu tiên là trên này sẽ là cô tên cô máy của nó F692 này đó thế rồi là số CD của nó này các bác này và cái tem chống hoang giả các bác nhé có tem chống hoang giả là... thế rồi là thép không gì độ chống nước của nó là 53 tức đường với 50 mét nước và môi mần Japan đấy các bác nhé đây bên này là chính là, chính là chữ môi Japan đây này. đó đáy khóa của nó thì cũng là đáy khóa gập khóa gặp một bên có logo của nhà Orient và cũng được đánh phế xước ở đáy khóa này nó có những cái lỗ chỉnh nửa mắt dây ở đây các bạn nhé đây chính là cái lỗ chỉnh nửa mắt dây này Đấy, khi các bác cắt mắt thì cắt đi một mắt mà nó chật mà lắp vào một mắt thì nó lỏng thì các bác có thể đẩy cái này vào trong hoặc là kéo cái này ra cái chốt này ra ngoài đấy thì là cái chức năng của nó là chính là như thế rồi size kích thước của nó thì không thay đổi, em sẽ đo thử cái size kích thước của nó cho các bác có thể tham khảo Nó không thay đổi so với cái uh, Kích thước uh, được thiết kế trên ODNA SK mặt lửa Size của nó vẫn là dài 42 các bác nhé 42.2 độ dày của nó là 12.7 Và phần càng của nó thì SK thì gần như là không có càng rồi SK của nó thì gần như là không có càng, nó vẫn là 46.3 Đó thì uh, SK, bộ 3 SK, SK mặt màu vàng cát, này, SK mặt uh, lửa và SK thủy quân độc chiến Đó, thì uh, uh, đến bây giờ các bác chơi thì nó cũng chỉ là hoài niệm lại thôi Còn cái uh, ngày xưa thì đúng là một chiếc SK này nó uh, có một cái mức giá mà không phải là ai cũng có thể bỏ tiền ra để mua được Thế nhưng bây giờ thì uh, nó đã dễ mua hơn rồi uh, Thường thì các bác chơi bây giờ nó chỉ để, để hoài niệm lại uh, một thời, đúng không các bác? thế còn à, bây giờ thì nhiều bác à, chơi những cái chiếc đồng hồ hàng cao cấp nhưng mà luôn 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 để trong bộ sưu tập của mình những cái chiếc SK huyền thoại này nó được mệnh danh là vua của những chiếc đồng hồ đây đây đầu bùa bốn cái núm mất là bốn cái núm linh tán đó các bác nhé đấy nó không có gì thay đổi so với cái SK mà lửa cả rồi và chiếc này thì hiện tại nó đang được bán với cái giá Đắt hơn SK mặt lửa các bác ạ. Nó không được uh, sale nhiều như SK mặt lửa. Và hiện tại chiếc này bây giờ thì về phun thuế phí nó vẫn phải là khoảng độ 6 triệu 250 nghìn nha các bác nhé. Đấy nó vẫn khoảng là hơn 6 triệu. cho một chiếc uh, SK à, mặt vàng can này. Chiếc này dòng này thì họ cũng không có được sản xuất tràn lan trên thị trường đâu các bác nhé. Nó cũng chỉ có một số lượng ít và được xuất về Nhật à, lưu hành nội địa thôi. Đấy. Thì các bác lưu ý nhé. À, cái dòng này nó sẽ không phải là 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 quá sản xuất được quá nhiều đâu các bác đấy thì các bác muốn chơi một chiếc như thế này thì liên hệ với em đó và qua cái chiếc ca mặt lửa này thì sẽ đến một cái chiếc của nhà citizen em sẽ cài cái lại cái chiếc SK này con này thì nó vẫn được bảo hành quốc tế nhé các nhá bảo hành quốc tế một năm đây là sổ thẻ bảo hành của nó đây sổ thẻ bảo hành của nó trong này thì trong này nó sẽ có ghi cả địa chỉ của nơi bảo hành và nó có thêm luôn cả cái mã ở đây cho các bác cái mã qr đây cho các bác có thể check tham khảo của hãng và đây là địa chỉ em mua tại cửa hàng này các bác nhé đấy. thì các bác khi có bớt lấy thì các bác có thể tham khảo cái đấy em vừa mới lấy vào ngày 20 tháng 8 2023 đây thì đây là cái sổ bảo hành cái này thì được bảo hành quốc tế một năm rồi và tiếp theo em sẽ lên tay của bác một chiếc của nhà Citizen chiếc Citizen này thì nó cũng là một chiếc đồng hồ khá là đẹp và chiếc Citizen này là chiếc đồng hồ của nữ nha các bác nhé đấy chiếc đồng hồ của nữ con này chiếc đồng hồ của nữ và dây da trong này thì có hộp sổ thẻ nó đây đây là cái thẻ bảo hành của Citizen kèm theo cả hướng dẫn luôn đấy đây tất cả mã số mã cây sai của nó thì nó được ghi ở đây và em cũng mua ngày 20 tháng 8 năm 2023 các bác nhé Japan đây là cái chiếc này thì em mua big camera đó sẽ tháo cái lớp siêu này ra để các bác xem rõ hơn cái mặt cái mặt của nó. Chiếc này thì nó là một chiếc Citizen chạy máy Eco Drive và dành cho chị em phụ nữ. Thì chiếc này nó sẽ có cái size nó vừa nhỏ nhỏ thôi, nó vừa tay cho các chị em có cổ tay nhỏ, cổ tay trung bình thì các chị đeo chiếc này nó sẽ rất là đẹp. Chạy máy Eco Drive nhé các bác nhé. Cái con này thì cái kim cọc của nó sẽ là cái phần cọc của nó sẽ là cái cái cọc số La Mã và được mạ PVD màu zero gold. Đó, kim của nó là kim kiếm và cũng được mạ PVD màu zero gold luôn. Ở góc 12 giờ thì vào về góc 6 giờ đây, nó là số La Mã này các bạn này, còn lại ở mấy cái phía góc mấy cái số này thì nó sẽ là cọc vạch. Đó bên núm thì là núm trơn không có logo và toàn bộ phần thân vỏ là thân thép không gì và được mạ PVD các bác nhé con này hàng nội địa Made Japan ở phía góc 12 6 giờ này nó sẽ có chữ Made Japan đây và phía bên cạnh này chính là cái số CD mã má máy của nó này đấy mà con này này sẽ là mặt màu trắng sứ các bác nhé không có chảy tia mặt màu trắng sứ không không có chảy tia phía góc 3 giờ sẽ là phía góc ô lịch kép và có lịch ngày và lịch thứ dây của nó là dây da và dây da màu nâu các bác nhé con này dây da của nó cũng khá sờ nó cũng khá là chắc chắn và khá là êm khóa của nó là khóa cài và có logo của nhà season và phần khóa này thì nó cũng được uh, mà PVD nhé các bạn nhé phần mặt kính thì sẽ cho các bác là mặt kính sapphire Đấy, mặt kính của nó là kính sapphire và phần đáy máy của nó thì em sẽ đọc những cái thông tin cơ bản để máy cho các bác cùng xem đây là Citizen này thì tôi là bên này là mã cây sai. Đấy. Mấy in Japan các bác nhá. Kính là kính sapphire và bên này là cái tên cô máy và là thép không gì. Cái này số này là số CD number. Đó. Chiếc đồng hồ của nữ khá là đẹp. À, con này thì sẽ phù hợp với các chị có cổ tay nhỏ, cổ tay trung bình. Khoảng độ 10 14, 15, 16. Quay đầu các chị đeo rất là đẹp. Đây như cổ tay của em là khoảng 15 mấy này. 15.2 đeo như này thì thường các chị các chị thì sẽ hay hay có thói quen là đeo như thế này đeo ngược cái mặt đồng hồ về đằng dưới này thì cái đối với cái dây này thì nếu có chị có cái cổ tay các chị con gái thì thường có cổ tay nó sẽ sẽ trắng nó sẽ đeo lên trên tay nó sẽ rất là nổi dây da màu nâu các bác nhé logo Citizen ở phía góc 12 giờ cô máy và có ghi ở trên này luôn đó kim là kim kiếm toàn bộ phần kim cọc thân vỏ được mạ mà, PVD màu dây đồ gold các bác nhé đây là, là một chiếc đồng hồ giá new con này giá của nó là giá niêm của nó là 20 à 27 000 27 nghìn 27 ,000. và con này thì chưa được giảm giá các bác nhé con này chưa được giảm giá và cái giá của con này thì em gửi về cho các bác nó vẫn là, là, 5 triệu rưỡi đó con này em gửi về cho các bác là vẫn là giá là khoảng 5 triệu rưỡi các bác nhé 5 5 triệu 6 một chiếc đồng hồ cũng khá là đẹp của nữ chạy Eco Drive thì thường là các chị thì cũng ít có đeo đồng hồ ấy, hay tháo ra tháo vào mà ít có đeo đồng hồ hơn các anh, cho nên là các chị thì thường sẽ ưu tiên về cái đồng hồ mà chạy pin hoặc là chạy Eco Drive hơn là máy cơ đấy, thì Eco Drive hay là Solar nó là trong những cái lựa chọn phù hợp rất là phù hợp với các chị đấy. giá của một chiếc đồng hồ như thế này nó cũng khá là hợp lý các bác ạ chỉ có hơn 5 triệu thôi chiếc đồng hồ mà Vin Japan và nó kính sapphire các bác nhé độ chống nước của nó thì nó chống nước ở mức uh, sinh hoạt nước bình thường thôi không có đeo đi bơi được các bác nhé và hơn nữa là dây da này thì các chị thì không thể đeo đi bơi được rồi dây da này thì mình nên uh, hạn chế tiếp xúc với nước là điều tốt nhất đó cái dây da thì đeo thì có những chị là những bác thì có thích dây da hơn là dây thép thì sở thích thì của tùy mỗi người thôi Đấy, dây da thì nó cũng có cái đẹp riêng của dây da dây thép thì nó cũng có đẹp riêng của dây thép Đấy. rồi em em vừa mới lên tay của các bác hai chiếc đồng hồ này một chiếc SK mặt lửa và một chiếc đồng hồ Citizen của nữ hai chiếc này cũng khá là là đẹp và giá của nó cũng khá là ổn thôi trong thời điểm hiện tại và tiếp theo nó hơi lạc đề một tí Thế nhưng mà em muốn giới thiệu qua cùng các bác vài cái này em cũng có lấy cho người thân thôi, lấy cho người quen để sử dụng thôi. Đấy, thì cái mấy cái này canxi này thì em lấy cho nhóc nhà em nó dùng, nó nó dùng và nhà em cũng dùng thường xuyên về cái canxi này để bổ sung canxi cho trẻ con và cái này thì cho trẻ nó uống thì nó cũng bổ sung cái những cái canxi cần thiết cho trẻ con và nó cũng tăng sức đề kháng cũng như là giúp trẻ nó ăn uống nó ngon miệng hơn. Đấy thì trên này nó cũng có những cái thông tin nữa để cho các bác uh, có thể tham khảo qua. đấy thì như trên này là nó sẽ có BV uh, vitamin này. Đấy, đấy những cái chữ vitamin uh, ở trên này viết bằng toàn bộ tiếng Việt các bác nhé. Và uh, nó có cái độ tuổi hướng dẫn cho cái độ tuổi từ uh, 15 tuổi trở lên thì một ngày uống hai viên. Đấy, từ 15 tuổi trở xuống thì một ngày uống một viên các bác nhé. Đấy. Thì cái này nó là mấy cái gói vitamin của trẻ và có cái loại này nữa là cái uh, collagen để cho các chị uống. Collagen các chị uống này. Đấy. Thì mà cái này nó cũng rẻ thôi và em uh, có mua về cho người nhà dùng và uh, giới thiệu của các anh các chị thôi. Thì các anh các chị có nhu cầu thì em mua hộ thôi. Đấy chứ em cũng không có buôn bán uh, bán sâu về cái này nhé Cái của em mình chuyên về đồng hồ thôi. Đấy trên này thì collagen dành cho phụ nữ này thì uh, nó là 60 viên đủ uống trong uh, 6 uh, 30 ngày À 60 viên một ngày uống 6 viên đây. Một ngày uống 6 viên cơ Đấy. Thì đây là Collagen Và cái thuốc, uh, một cái loại thuốc này nữa, một cái hôm em uh, có quay video và em uh, có đăng lên kênh của em ấy Thì uh, có Anh... Uh, các bác hỏi về cái loại này thì cái loại này thì nó thật với các bác là em cũng đang dùng cái này là cái chữ maca này thì cái nếu các bác muốn biết công dụng của nó thì các bác có thể tra ở trên mạng thì nó sẽ có rất nhiều công dụng của nó ở đây thế nhưng mà cái mà em muốn lưu ý với các bác là cái này thì mình phải dùng, uống dùng hàng ngày nó có rất là nhiều những cái chất vitamin chất bổ ở trên này đây ví dụ là đây là người ta có ghi đây này b b b sáu b một thế rồi là các chất cái gì canxi rồi thì uh, chất kẽm chất kiếp kẽ, hầu hết đấy Nói chung là cái này thì Maka cái chữ Stin này có nghĩa là nó dành cho đàn ông mà muốn quay về cái tuổi 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 trẻ đấy thì cái này sẽ phù hợp với so với các bác bắt đầu bước vào cái tuổi trung niên khoảng độ trên 30 trở lên các bác uống cái này nó sẽ rất là tốt và em cũng đang uống ở đây đây và toàn bộ cái này thì ở trên này nó sẽ có những cái chất bổ của nó thì các bác có thể tham khảo trên mạng Uh, các bác có thể thì người ta nói cũng rất là rõ và đây nó toàn là tiếng nhật thôi thì em cũng không không có dành để đọc cái, hết cả những cái tiếng nhật này đó Và cái này chưa vô cự cái này thì cái này nó không chỉ về cái uh, uh, Nó hỗ trợ về cho các bác về cái sinh lý ấy, hay là cái chống uh, mã dục nam đấy ngoài cái đấy ra thì nó còn có rất là nhiều những cái chất bổ trong này uống để cho các bác tăng cái thể lực cái sức đề kháng đấy và em cũng đang dùng cái này hàng ngày nha các bác nhé đấy thì là cái nó là như thế thôi chứ còn bảo là bây giờ uống cái này mà để kéo dài thời gian quan hệ hay là này khác nó dài một tiếng hai tiếng hay là 40 phút đến 50 phút đấy thì cái đấy thì thì trên mạng có nhiều những cái người ta nói là sai các bác nhé quảng cáo sai và cái này thì nó dành cho đàn ông thì nó để là, là cho các bác có cái sức khỏe tốt hơn thôi và đương nhiên là nó cũng có hỗ trợ cho các bác về cái uh, sinh lý về cái sức khỏe sinh lý cho nhé đấy thì các bác uh, sử dụng cái này thì các bạn dùng thường xuyên và dùng uh, lâu dài chỉ con một hai hộp nó không có bất cứ một cái cái cho các bác cảm nhận gì cái, cái 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 tác dụng gì đâu đấy cái này thì các bạn phải dùng lâu dài nếu như các bác có nhu cầu thì em chỉ lấy hộ các bác thôi và tư vấn cho các bác thôi đấy thì các bác có thể tra thử là các bác ghi cái chữ ở Việt Nam mình chữ Ma 5000 năm thì nó sẽ ra luôn tất cả những cái công dụng của nó ở trên đấy đây là các bác này đấy thì nếu như các bác muốn trở về cái tuổi tin đây tin đây Đấy, thì nó sẽ 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 um, hỗ trợ cho các bác về cái sức khỏe nó sẽ rất là tốt. Rồi ok các bác, uh, hôm nay em có lên hai uh, chiếc đồng hồ và giới thiệu với các bác mấy cái uh, thuốc linh tinh đấy. thì hoàn uh, toàn là tầng thực, uh, thực vật chức năng thôi, không không phải là thuốc chữa bệnh gì đâu. thì ở bên này thì uh, em có lấy được mấy cái đấy thì uh, các bác có nhu cầu thì em sẽ lấy hộ các bác thôi. và hai chiếc đồng hồ SK và một chiếc đồng hồ SK, một chiếc uh, Citizen của nữ thì các bác có nhu cầu. À, các bác cứ uh, liên hệ với em qua số uh, thông uh, có những cái uh, thông tin của em sẽ để ở dưới phần mô tả của video của các bác nhé cảm ơn các bác rất nhiều đã đến uh, xem ủng hộ video cho uh, kênh của quý nguyên ago và các bác uh, uh, xin vui lòng cho các bác cho em xin một đăng ký kênh cũng như là cái nút uh, nhấn vào nút thích video thì uh, để có những cái uh, video này em đăng lên mới nhất thì các bác sẽ là người đầu tiên mà nhận được cái thông báo về cái uh, video mà em đăng lên có thể là những cái chiếc đồng hồ mới hay những chiếc đồng hồ lướt mà em săn được thì có thể nó sẽ là những cái chiếc đồng hồ mà phù hợp với cái sở thích của các bác. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.